Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Bắt tạm giam giả đàn ông đập chết con riêng mới chỉ 2 tuổi của vợ hờ. Ngày 11 tháng 1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Quân, 31 tuổi, ngụ Vĩnh Long để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là bé GB, 2 tuổi, con riêng của vợ hờ anh Quân. Rạng sáng ngày 30 tháng 11 năm 2021, Quân bắt được một con rắn nên sai chị N lấy đồ ra đựng. Chị N đặt con xuống nền nhà để đi lấy đồ, bé khóc nên chị quay lại dỗ. Lúc này, Quân vùng chân, đạp vào vùng đầu và chân khiến cho bé bất tỉnh. Thông tin trên phóng viên, sau khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Quân cùng chị N đưa bé B đi cấp cứu. Đến 17 giờ cùng ngày, cháu bé tử vong. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Bước đầu tại cơ quan công an, Quân thừa nhận hành vi, khai do lên cơn nghiện ma túy, không kiềm chế được cơn giận và gây ra cái chết cho cháu bé.